cùng Sơn hát vui 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 vui. Ngàn họ chen 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 nhau, vui cả Sơn hồng hồng hồng. Dạo dìu cánh em mới hát hát, đùa nhau khúc ca Sơn vui vui, đùa nhau khúc ca Sơn vui vui. Ngàn điều may mắn đến trước ngõ, chen nhau đến muôn nơi chung vui. Mang theo phước lộc tại nhà nhà, vào từng câu chúc xuân. Người người nôn nao xếp bánh mứt, dâng lên cánh hoa mai đầu xuân. Chung vui đón xuân này bình yên, cùng một năm mới gian an khang, cùng một năm mới gian an khang. Dòng sông xanh trôi miên man, mây trôi ngắm mây trôi thênh thang. Từng ánh nắng chiều ấm áp, hòa nhịp theo tiếng vui nhân gian. Người người nơi nơi hân hoan, vui cùng chúc bao cầu yêu thương. Tình đại phú quý kéo đến đến, nhà nhà luôn ấm no vui xuân 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 xuân. Ngàn điều may mắn đến trước ngõ, chen nhau đến muôn nơi chung vui. Mang theo phước lộc tại nhà nhà, vào từng câu chúc xuân. Người người nôn nao xếp bánh mứt, dâng lên cánh hoa mai đầu xuân. Chung vui đón xuân này bình yên, cùng một năm mới gian an khang, cùng một năm mới gian an khang. Vì mùa xuân xa, xuân vui khắp nhân gian. Nhà nhà đón đón Tết, cùng xuân hát vui 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 vui. Ngàn hoa che che chen nhau, vui cả đón xuân hồng hồng hồng. Xèo xèo cánh én mới hát hát, đùa nhau khúc ca xuân vui vui, đùa nhau khúc ca xuân vui vui. Ngàn điều may mắn đến trước ngõ, chen nhau đến muôn nơi chung vui. Mang theo phước lộc tại nhà nhà, vào từng câu chúc xuân. Người người nôn nao xếp bánh mứt, dâng lên cánh hoa mai đầu xuân. Chung vui đón xuân này bình yên, cùng một năm mới xa an khang, cùng một năm mới xa an khang. Dòng sông xanh trôi miên man, mây trôi ngắm mây trôi thênh thang. Từng ánh nắng chiều ấm áp, hòa nhịp theo tiếng vui nhân gian. Người người nơi nơi hân hoan, vui cùng chúc bao cầu yêu thương. Tiền tài phú quý kéo đến đến, nhà nhà luôn ấm no vui xuân 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 xuân. Ngàn điều may mắn đến trước ngõ, chen nhau đến muôn nơi chung vui. Mang theo phước lộc tại nhà nhà, vào từng câu chúc. Và mùa xuân này, hai cụ cũng đã bước vào tuổi vàng gần 90 xuân, cái tuổi xưa nay hiếm. Mùa xuân mới Quý Mão đã đến, xuân đến từng nhà trong sắc hoa. Xuân đem lộc biếc trải gần xa, xuân trong làn gió thơm nhẹ nhẹ. Hương đất, hương trời, hương cỏ hoa. Và cứ mỗi độ Tết đến xuân về, mừng thọ người cao tuổi đã trở thành một nét đẹp văn hóa truyền thống của mỗi gia đình, dòng họ và nhà nước Việt Nam ta. Sống thọ cũng là ước mong chính đáng của con cháu, họ hàng đối với người thân của mình. Ngoài ra, người ta quan niệm sống thọ không chỉ là sức khỏe của một con người mà còn do phúc ân của tiên tổ để lại. Trong tâm thức dân gian, người có tuổi và gia đình có người cao tuổi là có được một phúc lớn. Có phúc nên mới được sống lâu. Người xưa có câu: nhân sinh thất thập cổ lai hy, người thọ 70 xưa nay hiếm. Ngày 4 tháng Giêng năm Quý Mão,
tức ngày 25 tháng 1 năm 2023 tại gia đình thôn Thượng, xã Tây Lương, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Các con các cháu của gia đình cùng hội tụ về đây để mừng song thọ cha mẹ. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha, nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Hai cụ gần 90 xuân, tóc bạc, da hồng, dạ sắt son, ở ăn ngay thẳng, lòng thanh bạch, là gương soi sáng của cháu con. Thật đúng là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Tổ chức lễ mừng thọ cho hai cụ hôm nay để các con, các cháu thể hiện niềm tri ân, sự thành kính yêu thương với các bậc sinh thành. Xã hội thể hiện sự trọng vọng, tôn kính với những bậc cao niên. Bản thân các cụ cảm thấy được tôn vinh và sẽ sống vui, sống khỏe hơn. Với tâm nguyện ấy, từ nhiều ngày qua, các con các cháu đã có kế hoạch tổ chức mừng song thọ cha mẹ. Dẫu không nói hết thành lời, công ơn cha mẹ một đời khắc ghi. Hôm nay con về mừng thọ mẹ cha, công ơn sinh thành dưỡng dục tựa núi non cao, lòng con khắc ghi trọn đời không phai nhòa. Hôm nay con về mừng thọ mẹ cha, dâng lên bao lời chúc mừng mẹ cha sống yên vui, noi gương cha mẹ con nguyện sống nên người. Dâng tặng mẹ cha bao nhiêu thương kính, dòng về mẹ cha dâng ngàn đóa hoa tươi màu, gửi tặng mẹ cha. Hai cụ là người ở ăn hiền lành tươm tất, được mọi người trân trọng quý mến. Gian nan là thế, nhưng vẫn thủy chung son sắt một lòng. Hôm nay hai cụ cảm thấy rất vui vì các con các cháu đều đã trưởng thành. Gần 90 tuổi, cha mẹ già vẫn mong con cháu cửa nhà ấm êm. Về thăm cha mẹ sớm hôm, vẫn chưa đền đáp công ơn sinh thành. Đó là những lời tâm sự, cũng là lời tri ân của các anh, các chị, trai, dâu, gái, rể trong ngày vui mừng thọ cho cha mẹ hôm nay. Trong ngày lễ mừng thọ hai cụ hôm nay, có các ông bà là thông gia, liên gia, bạn bè thân thiết của gia đình, con, cháu, gần xa cùng về. Ngoài những lãng hoa tươi thắm, còn có cả những món quà vô cùng ý nghĩa để mừng thượng thọ hai cụ hôm nay. Cha mẹ gần 90 rồi, trải hai thế kỷ một thời gian nan. Mừng nay con cháu chăm ngoan, ở ăn hiếu thảo, chữ tâm làm đầu. Hôm nay các cụ cảm thấy vô cùng hạnh phúc trước sự quan tâm của mọi người, tấm lòng thơm thảo của các con các cháu. Cha mẹ là tấm gương trong, dù bao năm tháng vẫn không bụi mờ, cho con dệt những ước mơ, chắt chiu rành rủi,
đẻ giờ cho con. Gần 90 mùa xuân, biết bao nhọc nhằn đằng đẵng lo toan của cha của mẹ, để hôm nay con cháu lại về trong tay yêu thương của mẹ của cha. Vẫn biết rằng sự đền đáp công lao dưỡng dục sinh thành của con cháu chỉ là hạt cát trong biển trời dưỡng dục của cha mẹ. Cha thường nhắc nhở các con các cháu hãy phát huy và giữ gìn truyền thống văn hóa cách mạng của quê hương, nền nếp gia phong của họ tộc, của gia đình. Chữ tâm, chữ đức nhắc nhau vẹn tròn. Và hôm nay, các con các cháu đang thực hiện lời cha mẹ dạy, đoàn kết cùng nhau xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng và hạnh phúc. Thật đúng là một đời lặn lội phong trần, cha luôn gắng giữ cho mình đức tâm. Mặc cho đời có xoay vần, cha mẹ là chỗ dựa tinh thần cháu con. Tấm gương cha mẹ mãi còn, soi con tâm sáng bền gan đường đời. Công đức sông thân to lớn như biển trời, không có chi sánh bằng lòng cao cả của mẹ cha. Dẫu cho con có sai lầm thì cũng khoan dung từ bi. Dù rằng Hãy subscribe.
tình, chầu Loan chầu Phương chầu mình chầu ta. Chầu này tết tối hôm qua dấu thầy dấu mẹ mang ra mời người. Thì tay tiếng tùm tìm mắt bồ câu long lanh, non quai cao trong chay áo dài thế tha hương. Kìa là chị hai đi chạy hội, kìa là anh ba đi chạy hội, tưng bừng làng trên sông dưới xôn xao một ngày xuân. Xưa cười xuân tình biến trầu thương duyên ai. Kìa là anh ba đi chạy hội, kìa là chị ba đi chạy hội, hát bao hồng phải lùa về tiền thang mang cắm về hồi xuân. Duyên dáng cho lòng ai yêu cùng nhớ thầm, tình quen trong một thoáng nghĩa thể dài chẳng tàn. Cho lòng ai yêu cùng nhớ thân, tình quen cho
thề dài trăm năm, tình quen trong một thành thân nên người. Con đi bốn phương con về muôn ngả, khắp nẻo đường quê trong tim khắc ghi, trong lòng thầm luôn nhủ hồ sẽ đâu bằng
chốn ấy quê hương, công cha nghĩa mẹ ơn đi thầy. Cuộc đời mới có như ngày nay, công cha nghĩa mẹ nhớ ơn thầy. Cuộc đời hạnh phúc hôm nay. Lạy ông về ban tài tiếp lộc phù hộ độ trì cho họ Tô, họ Lương. Lạy ông. Vân tiên mượn cánh chim hồng xin hoàng soi tỏ tất lòng cho trăng dịp đầu ô.
hoàng về, thân hôn khẩn đạo đăng nhan phụng thờ trong kinh Võ Chữ Nam. Võ Chữ Nam Mô chân kinh, Võ Chữ Nam Mô A Di Đà Phật, hoàng vô chấm đồng trong thời có phép thần thông. Lạy hoàng, hoàng hoài phong lẫm liệt quá lạy hoàng, hoàng tung pha trong trận, hoàng đánh đông dẹp bắc tấu lạy hoàng. Hoàng hoài phong quá, tấu lệ hoàng, hoàng quốc vừa trông hoài phong quá lệ hoàng. Cờ thần sẽ gió xa đi, quản gì gian khó xá gì gian lao. Giàm xanh đã nhuộm máu đào, mười hai cửa bể sớm chiều sông ngà pha. Mời hoàng ngự tòa nghe văn. Diệu mô đa ảo, xin ông hoàng mười ngày nhất cho say, trăm hoa sao kết mừng ngày, mừng ngày tiệc vui tề tay tiên rót chén rượu đào. Nhất tuần sơ nâng lên kính mỗi các cô nâng mời là ông hoàng mười sợi á sợi rước ông hoàng mười sợi bắc để tay tiên chuốc chén rượu mời nhị tuần nà dâng lên bệ ngọc ta co dâng môn nà mời rước ông hoàng mười sợi á sợi rước ông hoàng để tay tiên chuốc chén rượu á mời tam bối dâng lên bệ ngọc á có dâng mời là mời giúp ông hoàng mười sợi cá có dâng mời là mời giúp ông hoàng mười sợi. Lạy hoàng, hoàng chỉnh choáng rồi lạy hoàng. Trước mùi ba năm mùi kia con mặn mì, gừng chín thàng thì gừng hải con cay. Trước mười ông thương họ Tô, họ Lương và Bách Gia chăm họ đây tình nặng nghĩa dày. Thì dù xa xôi đi chăng ngờ mấy thì cũng về Huyền Tiền Hải Thái Bình đây. Tiếp lộc bàn nơ tài a à, lệ hoàng à. Hoàng về giảng phục chư tăng
độ cho ai họ ai ai. Nước sông Lam mần răng là trắng là đục, vào chợ chùa vừa chẳng vừa trắng. Ngày hôm đi ông mười
cựu đông. Điều lành điều dữ hoang phản cung người chân gian. Mười hai tìm chầu rước ông mười sơi. Tiên cô nàng năm dân già cũng soi, cùng cô nàng sầu đứng ở bên ngoài chuốc rượu hồng dân. Này ông đẹp quá. Cô nàng bảy dân đoà hồng, cùng cô nàng tám cỏ giá kiều dòng rước ông mười. Ông thương bách gia trăm họ lạy ông, chỉ còn bốn cô muốn lượn bài bông. Có bốn cô muốn lượn bài bông, mười hai các cô hầu già đời bên ông rõ ràng. Xem mây vàng thường thiên vẽ quan hoàng người vũ chấn thủ Nghệ An. Gia loan thánh giá hồi ngọc điện chốn kim môn cô ra vào, ngọc điện chốn kim môn danh thơm ngoài cõi tiếng đồn thì trong cung. Cho bách gia trăm họ lầy cô, các sư thanh đồng đệ tử con nhang ra đây lấy lộc, lộc ở trên ngàn cô bé ban cho. Lộc cô lộc ở trên ngàn khi tươi về tốt vẻ vang đời đời. Cô cho đi chín về mười buôn may bán đắp ở trên đời mọi sự an khang. Ê, gà đồng mạn tẻ công dân cũng đòi. Có tiếng dân cô con tu hoi, dân con tu lục, dân con tu cùng cùng con ba. Chất phát mì nèn chi cha chi chứ, căn lục căn lầu cha chầu nhân tin. Tin chầu tin cha ban nở mùa xuân về bông hoa ban nở.
trên sườn núi sau lưng đèo người heo ca hát dốc 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 trên sườn núi sau lưng đèo người mèo đi về tiếng tu và vang xa trên sườn núi tiếng tu và vang xa sườn núi tiếng hát người mường vang vọng miền xuôi tiếng hát người mường vang vọng về xuôi ai ca vang trên sườn núi sau lưng đèo người mèo ca của những ngày đầu xuân ấm áp tươi vui như thế này, những lời ca tiếng hát của các nghệ sĩ nhà hát chèo Hà Nội đã thay cho lời chúc mừng nồng nhiệt nhất mà chúng tôi muốn gửi tới tất cả quý vị khi đã dành thời gian để về tham dự lễ mừng thượng thượng thọ của cụ ông Tô Quý Cảo và cụ bà Lương Thị Lự.
Thưa quý vị, xin được thay mặt gia đình, con cháu của hai cụ, chúng tôi xin được cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để đến với chương trình ngày hôm nay. Xin được kính chúc quý vị bước sang năm mới Quý Mão, ăn lành, hạnh phúc, tươi vui, gia đình bình an thịnh vượng. Và đặc biệt, chúng ta hãy cùng dành một tràng vào tay thật nồng nhiệt để kính chúc hai cụ luôn mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục là cây cao bóng cả, tỏa bóng mát cho con cháu được hưởng phúc, phồn vinh. Kính thưa quý vị, như chúng ta đã biết, ngày hôm nay tất cả chúng ta cùng có mặt để tham dự lễ mừng thượng thượng thọ của cụ ông Tô Quý Cảo và cụ bà Lương Thị Lự. Cụ ông Tô Quý Cảo năm nay 90 tuổi, là cán bộ lão thành cách mạng đã tham gia ba cuộc kháng chiến của dân tộc. Trước khi nghỉ hưu, cụ là huyện đội trưởng Tiền Hải, thường vụ huyện ủy Tiền Hải. Thưa quý vị, vào năm 1990, cụ tham gia chính quyền địa phương, được bầu là chủ tịch hội cựu chiến binh đầu tiên của xã Tây Lương. Còn cụ bà Lương Thị Lự, năm nay 87 tuổi, cũng được sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng. Cha của cụ là cụ Lương Đán, hoạt động cách mạng từ những năm trước 1930. Cụ đã từng bị địch bắt, tù đầy, giam giữ và tra tấn khắp các nhà tù Sơn La, Côn Đảo, Phú Quốc. Và điều đau lòng là sau này, mặc dù được địch đã thả ra, nhưng do tuổi cao sức yếu nên cụ đã mất ngay trong đêm con gái Lương Thị Lự của mình ra đời. Thưa quý vị, như vậy là cô gái Lương Thị Lự năm xưa đã không nhìn thấy mặt cha ngay từ khi lọt lòng. Nhưng với sự nuôi nấng, dạy dỗ chu đáo của người mẹ, cô bé Lương Thị Lự ngày nào đã khôn lớn trưởng thành để trở thành một thiếu nữ tài sắc vẹn toàn, rồi sau đó kết hôn với chàng thanh niên Tô Quý Cảo. Sau hơn 80 năm chung sống bên nhau, cả vợ chồng thủy chung son sắt ấy đã có một gia đình hạnh phúc với 5 người con, 11 cháu và 4 cháu. Quả là một trang sử gia đình thật đáng tự hào để tất cả chúng ta cùng vui mừng ngưỡng mộ. Và thưa quý vị, với tất cả những gì mà quý vị và các bạn đã được cùng với chúng tôi tóm tắt, một lần nữa, xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để kính chúc hai cụ của chúng ta luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và mãi trường thọ cùng con cháu. Để mở đầu chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng kính mời cụ Tô Công Tăng, trưởng ban cán tộc Tô Tộc Đại Tôn sẽ phát biểu chúc thọ mừng hai cụ. Xin trân trọng, kính mời. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các bạn bè thân thiết hai gia đình, kính thưa các cụ, các ông, các bà, các anh, các chị, các cháu của gia đình học họ. Cụ Tô Quý Cảo đến nay đã tròn 90 tuổi đời, 62 năm tuổi đảng. Hôm nay, ngày 5 tháng 1, năm Quý Mão, tại gia đình, các con, các cháu xa gần hội tụ về đây, tổ chức lễ mừng thượng thọ cho hai cụ. Ngày vui của gia đình hôm nay cũng là ngày vui của dòng họ Tô Tộc. Thay mặt cho dòng họ Tô Tộc, kính chúc các cụ trường trường thọ. Kính thưa các quý vị, đến với gia đình hai cụ là một hai cụ có một nề nếp gia phong, các con các cháu của hai cụ đều thành đạt, đời sống kinh tế khá giả ở địa phương này, mà anh em con cháu trong dòng họ đều kính trọng mong ước noi theo. Có được những thành tích này là một quá trình phấn đấu của hai cụ và gia đình. Cụ Tô Quý Cảo trải qua 38 năm binh đao trận mạc, trải qua ba cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và chống chiến tranh biên giới phía Bắc. Ở tuổi 17, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, cụ gia nhập quân đội. Từ là chiến sĩ, cụ đã phấn đấu trở thành sĩ quan quân đội, là cán bộ chỉ huy các đơn vị. Suốt trong thời gian chống Pháp, cụ ở sư đoàn 320. Đến năm 1970, cụ chuyển về ban tham mưu tỉnh đội tỉnh Hà Nam Ninh. Đến năm 1981, chuyển về chỉ huy trường huyện đội Tiền Hải là thường vụ huyện ủy. Ở tuổi 58, qua 38 năm quân đội, cụ đã được Đảng, Nhà nước cho nghỉ hưu với cấp hàm trung tá.
nói là được nghỉ hưu, nhưng về đến địa phương với yêu cầu của Đảng, với sự tín nhiệm của Hội Cựu Chiến binh, tại đại hội lần thứ nhất Hội Chiến binh xã Tây Lương, cụ được bầu vào ban chấp hành và giữ chức chủ tịch đầu tiên của Hội Cựu Chiến binh của xã, rồi đến làm công tác Đảng, chính quyền của thôn Thượng. Suốt 48 năm liên tục công tác, có 38 năm ở quân đội, 10 năm ở địa phương, ở lĩnh vực nào cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Cụ đã được Đảng, Nhà nước, quân đội tặng nhiều bằng khen, huân huy chương như huân chương quân công hạng 3, huân chương chiến công hạng 3, huân chương bảo vệ tổ quốc hạng 3, huân chương chiến sĩ vẻ vang loại 1, loại 2, loại 3. Nói về dòng họ, cụ Tô Quý Cảo hôm nay có được những nề nếp, họ Tô chúng ta hôm nay có được nề nếp, phong cách, nhượng mạo như ngày hôm nay, nơi thờ cúng, nơi an nghỉ cuối cùng của tiên tổ, không thể không nói đến sự đóng góp của cụ trong 20 năm qua. Cụ là người trọn việc nước, vẹn việc nhà. Kính thưa các vị đại biểu, con của hai cụ, Bác Anh, Bác Tuấn, Bác Việt, Bác Dân, Bác Khoa trưởng thành như ngày hôm nay là do sự dưỡng dục của hai cụ. Trong suốt thời gian cụ xa nhà chống Pháp, thẻ dọc Trường Sơn cứu nước, thì tại địa phương này, cụ bà Lương Thị Lự đảm đương việc nhà, vừa đảm nhiệm trách nhiệm của người mẹ, vừa thay chồng đảm nhiệm trách nhiệm của người cha để nuôi dạy con cháu. Các con của cụ đều được ăn học chu đáo, ngày nay hầu hết đều trưởng thành trong các cơ quan của nhà nước, trong các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Nhiều năm qua, gia đình đã tiết kiệm dành một phần kinh tế để góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương, như xây nhà tình nghĩa, ủng hộ quỹ khuyến học, quỹ chữ thập đỏ, ủng hộ hàng trăm triệu vào lĩnh vực tâm linh như xây đền, chùa, nhà thờ của họ, xây đắp đường, nghĩa trang. Hai cụ là người có tâm, có đức. Hôm nay, nhân ngày Tết Quý Mão, ngày mừng thượng thọ của hai cụ, thay mặt trong dòng họ một lần nữa, cho phép tôi kính chúc hai cụ luôn mạnh khỏe, chúc các vị đại biểu, chúc gia đình an khang thịnh vượng. Xuân Quý Mão mang lại nhiều điều tốt lành. Xin cảm ơn. Cô Tộc Đại Tôn sẽ có một lãng hoa gửi tới để chúc mừng thượng thượng thọ của hai cụ. Xin mời ạ. Xin được cảm ơn Ban Cán Tộc Tô Tộc Đại Tôn và xin được cảm ơn anh Tô Hải Anh. Và kính thưa quý vị, sau đây chúng tôi cũng xin được một lần nữa trân trọng kính mời anh Tô Hải Anh sẽ lên sân khấu, là con trai trưởng sẽ thay mặt con cháu chắt của hai cụ sẽ có bài phát biểu để bày tỏ lòng biết ơn tới công lao nuôi nấng sinh thành và niềm hiếu kính của con cháu dành cho cha mẹ. Xin trân trọng kính mời anh. Kính thưa bố mẹ, kính thưa các cụ, ông các bà cao liên trong dòng họ. Kính thưa ông Tô Công Tăng, trưởng ban cán tộc Tô Tộc Đại Tôn. Kính thưa các vị đại biểu đại diện cho chính quyền địa phương, cùng anh em con cháu nội ngoại và bạn bè thân hữu gần xa, trước hết tôi xin phép được thay mặt gia đình xin trân trọng gửi tới các cụ, ông các bà cũng như quý vị đại biểu cùng toàn thể gia đình, con cháu, anh em, bè bạn lời chúc sức khỏe, đoàn viên an khang thịnh vượng nhân dịp xuân đầu xuân Quý Mão. Kính thưa bố mẹ, hôm nay ngày mùng 5 Tết năm Quý Mão, anh em chúng con trai gái dâu rể cùng các cháu
long trọng tổ chức lễ mừng thượng thọ cho bố 90 và mẹ tăng tuổi 87. Trong niềm ngập tràn niềm vui của tiết xuân Quý Mão, chúng con và các cháu xin được vinh dự dâng lên bố mẹ bó hoa tươi thắm cùng lời chúc từ tận đáy lòng. Kính chúc bố mẹ luôn luôn như ngọc sáng biển Đông, như bách tùng viên mãn, phúc quý như Đông Hải, thọ sánh cùng Nam Sơn. Và cũng từ tận đáy lòng, chúng con xin được nói lời yêu thương rằng chúng con và các cháu rất yêu bố mẹ. Cuối cùng, tôi xin được trân trọng cảm ơn sự hiện diện của các cụ ông các bà cùng toàn thể anh em con cháu, nội ngoại, bạn bè gần xa. Lời cảm ơn chân thành nhất đã bớt chút thời gian đến chung vui và chúc thọ cho bố mẹ tôi. Hôm nay đặc biệt tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến ông bà thông gia cùng các con cháu đã không quản ngại đường xa đi từ Bình Dương ra đây để chúc thọ bố mẹ, và anh em bạn bè thân hữu từ Bình Dương miền Nam, từ Hà Nội, từ Hải Phòng cũng đã bớt chút thời gian về đây để chúc thọ bố mẹ tôi. Cuối cùng, tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết trân trọng cảm ơn sự hiện diện đó và xin được kính mời các cụ công, các bà, quý vị quan khách, quý vị đại biểu cũng như là anh em con cháu trong dòng họ sau đây sẽ dùng bữa tiệc thân mật với gia đình chúng tôi nhân dịp chúc thọ bố mẹ tôi. Cuối cùng xin trân trọng cảm ơn của hai cụ Tô Quý Cảo và Lương Thị Lự. Và sau đây chúng tôi xin được mời lẵng hoa tươi thắm của đại diện các con cháu gia đình tặng cho hai cụ. Xin mời ạ. Để chúc mừng cho giây phút này, khoảnh khắc mà những người con muốn dành tình cảm yêu kính của mình tới cha mẹ. Và chúng tôi nhận thấy rằng trong những ngày đầu xuân mới thì đây chính là một trong những đại diện để thể hiện cho truyền thống rất là thiêng liêng của dân tộc của chúng ta, đó chính là truyền thống uống nước nhớ nguồn, hiếu kính đối với cha mẹ. Một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị rất nhiều ạ. Xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đại tá Triệu Triều Dương, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã có lẵng hoa chúc mừng gửi tới hai cụ. Và chúng tôi cũng xin được giới thiệu tới quý vị, Đại tá Triệu Triều Dương chính là người đã có rất nhiều công lao trong việc chăm sóc và cứu chữa của ông Tô Quý Cảo trong những năm cụ mắc trọng bệnh. Và để ngày hôm nay cụ mạnh khỏe ngồi đây với chúng ta để tất cả quý vị cùng chúc mừng cụ trong lễ thượng thọ này. Một lần nữa xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đại tá Triệu Triều Dương. Ơn lãng hoa tươi thắm đến từ công ty Anh Vũ Bình Dương do anh Tô Hải Anh, con trai cả của cụ Tô Quý Cảo và cụ Lương Thị Lự làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc. Xin được cảm ơn lãng hoa tươi thắm gửi tới từ công ty Hải Thành Bình Dương do anh Tô Văn Dân, con trai út của hai cụ, làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc. Kính thưa quý vị, ngoài ra chúng tôi cũng xin được cảm ơn những lãng hoa gửi tới chúc mừng từ thông gia nội ngoại họ hàng, cháu Thanh Yên, thông gia anh chị Dung Hoa, gia đình cụ Thìn thông gia, gia đình thông gia anh chị Việt Tiến, cháu Tân Lụa thông gia anh chị Hoa Dung, thông gia Dân Hằng, gia đình ông bà Giới thông gia đình cháu Huyền cùng con cháu Trọng Hải, Khoa Thiện, công ty gỗ Hoàng Lâm, cháu Tô Văn Nhuận, Tô Văn Thành, cháu Hòa Bình Hưng Thúy Nghệ An, gia đình cháu Lãm cùng con cháu. Và một lần nữa cho phép chúng tôi được thay mặt gia đình xin được cảm ơn sự hiện diện của đông đảo quý vị quan khách đã đến tham dự lễ mừng thượng thọ của hai cụ ngày hôm nay, cũng như là quý vị đã dành thời gian quý báu của mình đến tham dự chương trình. Và thưa quý vị, ngay bây giờ cũng sẽ là một giây phút cũng rất đặc biệt, quan trọng cũng như là vô cùng xúc động khi cháu nội của hai cụ, đó là cháu Tô Thanh Hải, sẽ lên sân khấu để thay mặt cho các
cháu, các cháu muốn gửi tới hai cụ lời chúc thọ. Và đặc biệt là cách đây 10 năm trong lễ mừng thọ 80 tuổi của các cụ thì cháu cũng đã lên sân khấu để chia sẻ ý kiến của mình rồi, chia sẻ tình cảm của mình tới ông bà. Vâng, xin mời cháu Tô Thanh Hải. Kính thưa các ông, các bà, các quý vị đại biểu và các cô dì chú bác đã có mặt trong buổi lễ mừng thọ của ông bà cháu ngày hôm nay. Vâng. Lời đầu tiên, cháu tên là Tô Thanh Hải, cũng là cháu út của ông Tô Quý Cảo và bà Lương Thị Lựa. Hôm nay thay mặt các cháu lên có đôi lời phát biểu về ngày mừng thọ của ông bà. Điều đặc biệt là sau 10 năm là cháu lại có vinh dự, lại được đứng trên sân khấu này phát biểu lại lễ mừng thường thọ của ông bà cháu. Rất là vinh dự lại được gặp các cô, các bác, các chú dì và các quý đại biểu có mặt ngày hôm nay một lần nữa. Vâng, thay mặt các cháu, các cháu trong gia đình thì cháu cũng xin kính chúc ông bà nội cháu càng ngày càng mạnh khỏe, càng ngày càng vui vẻ và đồng hành cùng các con, các cháu ở trong gia đình để mà giúp cho gia đình càng ngày càng thắm thiết và đầy tình cảm hơn. Và một năm mới, cháu xin kính chúc các quý vị đại biểu ở đây cùng mọi người là... Mọi người ở đây một năm mới an khang thịnh vượng và đầy thành công trong năm 2023 này. Cháu xin cảm ơn ạ. Và kính thưa quý vị, phần đầu của chương trình buổi lễ ngày hôm nay, chúng ta đã thưởng thức những lời ca tiếng hát của các nghệ sĩ đến từ nhà hát chèo Hà Nội. Và đó cũng chính là những lời chào mừng đầu tiên mà chúng tôi gửi tới quý vị. Và vừa rồi là những giây phút vô cùng thiêng liêng và trang trọng của buổi lễ, khi chúng ta đã được chứng kiến giây phút tôn vinh của con cháu dành cho hai cụ Tô Quý Cảo và cụ Lương Thị Lự. Và sau đây xin được phép thay mặt gia đình, chúng tôi kính mời quý vị cùng tham dự vào lễ tiệc mừng thượng thọ của hai cụ. Và kính chúc tất cả quý vị sẽ có một bữa trưa thật ngon miệng, hạnh phúc. Và chúng ta cùng cảm thấy rất là tự hào về một truyền thống gia đình ngay lúc này chúng ta đang được vinh dự có mặt. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn quý vị. Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi, mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần. Rồi mùa xuân ấy tóc trắng mẹ bay như gió như mây bay ngang đời con, như gió như mây bay theo thời. Mỗi mùa xuân về mẹ thêm tuổi mới, mỗi mùa xuân mới con mừng tuổi mẹ.
mùa xuân sáng mẹ tôi ra thêm một tuổi. Mỗi mùa xuân sáng ngày tôi xa mẹ càng gần. Dù biết như thế tôi vẫn phải tin, tôi vẫn phải tin mẹ đang còn trẻ. Mỗi mùa xuân về mẹ thêm tuổi mới, mỗi mùa xuân mới con mừng tuổi mẹ. Mỗi mùa xuân mới con mừng tuổi. Anh đến quê em một chiều nắng ấm, khúc hát quê hương du dài theo sóng. Thái Bình ơi Thái Bình, ai đặt tên cho đất Thái Bình từ bao giờ mà trong nắng trong mưa. Lúa vặt lên xanh tốt mà trong bóng trong đàn, đất vẫn cứ sinh sôi. Thái Bình ơi, sao mà yêu đến thế? Anh yêu Diêm Điền, hàng Phí Lao gió mát. Em đi tắm mát về bãi biển Đồng Châu. Anh qua con sông sâu, sông sâu đã băng cầu, đưa em về đồng cõi. Anh thương em anh nói. Em dệt đôi chiếu hoa cho anh trai giữa nhà, mời thầy mẹ sang chơi. Để anh thưa, để anh thưa, đưa em về quê mình cùng trồng lúa, cùng trồng đây, cùng dệt cõi, cùng đàn mây. Tay em chỗ vàng, tay anh chạm vàng, làm dâu cho quê hương Thái Bình ta đó, lòng anh yêu quê hương du dài theo sóng. Thái Bình ơi Thái Bình, ai đặt tên cho đất Thái Bình từ bao giờ mà trong nắng trong mưa. Lúa vẫn lên xanh tốt mà trong bóng trong đàn, đất vẫn cứ sinh sôi. Thái Bình ơi, sao mà yêu đến anh đi tắm mát về bãi biển Đồng Châu. Anh qua con sông sâu, sông sâu đã băng cầu, đưa em về đồng cõi. Anh thương em anh nói. Em dệt đôi chiếu hoa cho anh trai giữa nhà, mời thầy mẹ sang chơi. Để anh thưa, để anh thưa, cùng trồng lúa, cùng trồng đây, cùng dệt cõi, cùng đàn mây. Tay em chỗ vàng, tay em chạm vàng, làm dâu cho quê hương Thái Bình ta đó, lòng em yêu thương. Đưa em về quê mình cùng trồng lúa, cùng trồng đây, cùng dệt cõi, cùng đàn mây. Tay em chỗ vàng, tay anh chạm bạc, làm dâu cho quê hương Thái Bình ta đó, lòng anh yêu thương. Hỡi người em gái mà lòng anh
anh yêu thương. Miền quê đó Thái Bình để Đoàn viên. Mừng
có mẹ cha sống vui an lành, cháu con sum vầy thân thiện tu thân. Con chúc mừng mẹ cha phước như đông hải, họ tỷ nam sơn gia đình đoàn viên. Con chúc mừng mẹ cha phước như đông hải, họ tỷ nam sơn gia đình đoàn viên. Con chúc mừng mẹ cha phước như đông hải, họ tỷ nam sơn gia đình đoàn.